Quý vị đang theo dõi bản tin trước ống kính trên sóng truyền hình BRT. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4, tôi là Ánh Minh sẽ kết nối thông tin cùng quý vị. Những diễn biến đáng chú ý nhất về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cả nước sẽ được chuyển đến quý vị ngay sau đây qua ống kính An Ninh. Thưa quý vị, Ngày 21 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để điều tra, làm rõ chi cục trưởng thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa và chủ tiệm vàng chết bất thường sau khi sử dụng rượu tại bữa cơm trưa vào ngày 20 tháng 4. Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 20 tháng 4, 7 người tập trung tại công ty bất động sản AO, khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa ăn cơm và đã dùng rượu của gia đình giám đốc công ty là chị Lê Thị Phương, sinh năm 1982, trú ở số nhà 50 đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Sau đó, ông Đặng Phạm Viên, sinh năm 1967, chi cục trưởng chi cục thiền hành án dân sự thành phố Thanh Hóa và một người phụ nữ tên Xuyên đã bị ngộ độc. Mặc dù được cấp cứu ngay, nhưng ông Viên đã tử vong. Cũng vào thời điểm trên, tại nhà chị Phương cũng có 6 người sử dụng loại rượu nói trên, trong đó chồng chị Phương là anh Trần Xuân Minh sinh năm 1974 đã tử vong và một người nữa bị ngộ độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Tại Đà Nẵng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về ba vụ thuê xe ô tô tự lái rồi mang cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Đối tượng bị công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam tên Nguyễn Thanh Luận, quê Quảng Nam. Theo điều tra ban đầu, bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy đăng ký xe ô tô mang tên mình để cầm cố chiếm đoạt, đối tượng đã thực hiện 3 vụ lừa đảo trong vòng khoảng 1 tháng với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền có được luận dùng chi trả nợ nần và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đã tiến hành thu hồi toàn bộ 3 xe ô tô mà đối tượng đã mang đi cầm cố và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Vào khoảng 17 giờ chiều 20 tháng 4, công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhận được tin báo có đối tượng là nam giới tiến vào một ngân hàng tại khu vực ngã tư thị trấn Sóc Sơn để cướp, kèm theo đó là tiếng súng nổ. Đại diện ngân hàng Techcombank vừa có thông báo chính thức về sự việc. Theo chi nhánh Techcombank Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, vào 16 giờ chiều qua, một đối tượng nam giới đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang đã giả dạng khách hàng đến chi nhánh để giao dịch. Khi đến lượt, người này lấy lý do quên chứng minh thư nhân dân và bỏ ra ngoài. Khi quay trở lại phòng giao dịch, người này đã rút súng định uy hiếp và cướp tài sản. Lúc đó kiểm soát viên Techcombank đã ấn nút báo động. Tuy nhiên đối tượng đã kịp thời bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy bỏ trốn. Dù cướp không gây ra bất cứ thiệt hại nào về người và của, ngay sau đó Techcombank đã báo cơ quan công an và phối hợp để điều tra truy tìm tên cướp. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội đang truy tìm đối tượng này. Sáng nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phá đường dây cho dây nhanh qua ứng dụng điện thoại với lãi suất rất cao do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Qua công tác nghiệp vụ, đội 4 phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3 công ty Vinfin, Beta, Đại Phát do hai người phụ nữ Trung Quốc tên New Lily và Jian Miao, 39 tuổi, làm chủ, nhưng thuê người đang ở Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên giấy phép kinh doanh và đại diện pháp luật các công ty có trụ sở tại quận Bình Tân và nước bóng hoạt động cung cấp các dịch vụ cho dây tiền thông qua các app ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất rất cao. Trung bình, người dây phải trả lãi suất lên đến 90% một tháng, vượt gấp 5 lần lãi suất theo quy định. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 60.000 khách hàng dây nợ qua các app này, với tổng số tiền cho dây trên 100 tỷ đồng. Khách hàng ở khắp các tỉnh thành tại Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thu Long, 28 tuổi, Chuan Den Hui, 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cùng ba người quốc tịch Việt Nam khác để điều tra tội cho dây nặng lãi trong giao dịch dân sự thưa quý vị hệ thống đường dây nóng của các cơ quan chức năng được lập ra để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân đồng thời hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục xử lý các sự cố trong thời gian nhanh nhất à, tuy nhiên không ít cá nhân thiếu ý thức lấy việc gọi đến đường dây nóng để làm trò vui không chỉ gây khó khăn cho ngành chức năng mà còn gián tiếp tước đi cơ hội được hỗ trợ của người khác và thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm cấp cứu 115 vừa có văn bản gửi đến công an thành phố, sở thông tin và truyền thông thành phố để đề nghị hỗ trợ xử lý tình trạng có nhiều số điện thoại gọi đến đầu số cấp cứu 115 để phá rối. Trung tâm cấp cứu 115 thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có nhiệm vụ tiếp nhận các cuộc gọi của người dân với nhu cầu cấp cứu, chăm sóc sức khỏe trong những tình huống đặc biệt khẩn cấp thông qua đầu số 115. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận sàng lọc, tư vấn, chuyển bệnh những trường hợp nghi ngờ hoặc có liên quan từ nhiều nguồn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tổng đài 115 của trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận những cuộc gọi không rõ nội dung. Qua sàng lọc, trung tâm ghi nhận 70% cuộc gọi đến là nhằm mục tiêu phá rối. Cao điểm ngày 15 tháng 4, một thuê bao đã gọi liên tục 251 cuộc, thời lượng từ 1 giây đến 23 giây, không có nội dung việc này đã ảnh hưởng đến việc xử lý các cuộc gọi thực sự cần thiết của người dân cũng như gây áp lực cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi. Trung tâm cấp cứu 115 đã đề nghị công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố có giải pháp hỗ trợ đơn vị để ngăn chặn tình trạng này. Bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp cùng với Công an Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện xin được khép lại. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ brt.vn hoặc là kênh youtube BRT Go để xem lại những bản tin đã phát sóng. Ý kiến góp ý cũng như là thông tin cộng tác quý vị vui lòng gửi về hợp thư điện tử trước ống kính brt.gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 18 giờ.